con mà già em con ạ. Con mà mùa sang tí con về là cho đi lấy đâu sống rồi mô tả là có bánh chưng rồi thấy không? Tiếp tục. Xong rồi có cái khuôn không? Có khuôn. Cái khuôn lấy cái chén là mới khuôn được. Thì mô tả mà, tại vì rau sống mình đang ăn mà. Rồi, bốn góc bốn lá. Ủa gì? À đúng rồi. Thì đúng rồi, đổ à, đổ gạo nếp. Gạo nếp rồi sau rồi ăn thịt xanh, thịt, bánh chỉ, ăn sẽ có. Xong rồi cái có thịt đâu. Xong rồi có thêm một lực gạo nếp nữa. Xong rồi mày vứt đi, mày quấn cái đó là mày bỏ mồm luôn đi. Đang rau sống mà. Đây là cách thực hiện gói bánh chưng.